một phụ nữ đã trải lòng rằng: "Tôi không bao giờ tưởng tượng nó sẽ xảy ra với tôi. Ly hôn là dành cho những người khác, những người không phải là Cơ Đốc nhân, những người xem nhẹ các cam kết trong hôn nhân. Nhưng khi tôi ký vào tờ đơn ly hôn, tôi nhận ra mình đã sai lầm như thế nào. Điều không thể tưởng tượng đã xảy ra, và bây giờ tôi phải tìm đường đến một nơi xa lạ, nơi tôi cảm thấy bị đánh giá sai lệch, bị từ chối và cô đơn. Những năm đầu sau khi chồng cũ của tôi ra đi là khó khăn nhất. Tôi muốn chạy trốn khỏi cộng đồng Cơ Đốc giáo, cảm thấy rằng mình không còn phù hợp nữa. Tôi co rúm người lại khi nghe lỏm được mọi người nói về hoàn cảnh của chúng tôi, suy đoán về những gì đã xảy ra. Tôi muốn giải thích và biện minh cho bản thân với những người biết tôi đã ly hôn. Người ta ly dị vì nhiều lý do, một số vì tội lỗi và vị kỷ, trong khi những người khác liên quan đến người hôn phối không chung thủy hoặc ngược đãi, và còn nhiều lý do khác nữa. Dù lý do là gì đi nữa, chúng ta là những người ở trong Đấng Christ có thể tin tưởng đến với Chúa và tìm thấy ân điển và sự thương xót trong nhu cầu của mình. Chúa biết lòng chúng ta. Khi Ngài cáo trách chúng ta về tội lỗi, chúng ta có thể xưng tội với Ngài, và Ngài sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác. Ngay cả khi trái tim của chúng ta trong sạch, sự xấu hổ dường như đan xen với việc ly hôn. Chuyện ngồi lê đôi mách thường ngăn cách chúng ta với cộng đồng từng có cảm giác thân thuộc như ở nhà. Chúng ta có thể tránh các cuộc tụ họp xã hội vì chúng ta không chắc chắn mình sẽ nói chuyện với ai, hoặc những câu hỏi khó xử nào có thể xuất hiện. Người phụ nữ Samari trong Giăng chương 4 có thể cũng cảm thấy như vậy. Bà gặp Chúa Giêsu tại giếng nước vào giữa trưa, thời điểm mà ít người tụ tập vì trời nóng. Có lẽ để tránh mọi sự khó xử, chúng ta không biết toàn bộ câu chuyện của người phụ nữ Samari này, nhưng chúng ta biết rằng cô ấy đã cưới năm đời chồng và hiện đang sống với một người mà cô không cưới xin. Trong nền văn hóa đó, đàn ông nắm giữ quyền lực và hầu như không có lý do gì để có thể ly dị vợ, bỏ mặc họ một mình và không được bảo vệ. Nếu người phụ nữ Samari không chung thủy thì khó có thể tránh khỏi việc bị ném đá, chứ đừng nói đến việc tái hôn. Có lẽ những người chồng của cô không chung thủy, hoặc đã chán cô, hoặc có thể một số người đã qua đời. Dù lý do khiến nhiều cuộc hôn nhân của cô là gì đi chăng nữa, rất có thể cô đang mang một gánh nặng xấu hổ vào một ngày hôm đó ở bên bờ giếng. Nhưng sau khi người phụ nữ Samari gặp Chúa Giêsu, quỹ đạo cuộc đời của cô đã thay đổi. Cô quay trở lại cộng đồng của mình, không còn sống trong bóng tối nữa, nhưng nhiệt tình nói với mọi người về Chúa Giêsu. Câu chuyện của cô dạy chúng ta những sự thật tuyệt vời về cách tiến về phía trước sau khi chúng ta cảm thấy tan vỡ và bị từ chối. Người phụ nữ trong câu chuyện ở trên, cô đã tâm sự: "Tôi hiểu, tránh tiếp xúc và trò chuyện. Thật khó để tôi tương tác với những người bạn trong nhà thờ, những người không biết chi tiết về vụ ly hôn của tôi. Tôi đã dạy học kinh thánh cho phụ nữ trong nhiều năm, nhưng đột nhiên cảm thấy chức vụ của mình đã kết thúc và lời chứng của tôi bị hoen ố. Xấu hổ thì thầm rằng chúng ta không có giá trị và đẩy chúng ta ra khỏi các mối quan hệ. Sẽ dễ dàng hơn để chạy trốn khỏi những người khác, muốn có một khởi đầu mới. Nhưng có sự chữa lành đáng kinh ngạc khi ở trong cộng đồng và tin cậy Chúa sẽ chu cấp. Tôi đã phải từ bỏ những lo lắng của mình về những gì người khác đang nghĩ và bắt rễ vững chắc danh tính của mình
trong Đấng Christ. Chúa đã giúp tôi đối mặt với nỗi sợ hãi của mình, bỏ đi sự xấu hổ và nhận ra những nhận thức sai lầm của chính mình khi tôi đến gần Ngài qua Kinh Thánh. Ê-sai đoạn 54 câu 4 đến câu 6. Đừng sợ chi, vì ngươi sẽ chẳng bị hổ thẹn. Chớ mắc cỡ, vì ngươi chẳng còn xấu hổ nữa. Ngươi sẽ quên điều sỉ nhục lúc còn thơ ấu, và đừng nhớ lại sự nhơ nhúc trong khi mình đương quá buộn. Vì chồng ngươi, tức là Đấng đã tạo thành ngươi, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, Đấng chuộc ngươi, tức là Đấng Thánh của Israel, sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của cả đất. Đức Giê-hô-va đã gọi ngươi như gọi vợ đã bị bỏ và phiền rầu trong lòng, như vợ cưới lúc còn trẻ và đã bị đề. Đức Chúa Trời ngươi phán vậy. Chúa đã gọi tôi, thấu hiểu nỗi buồn của tôi và cất đi nỗi xấu hổ của tôi. Chúa Giê-xu nói với người phụ nữ Samari rằng Ngài có thể ban cho bà nước sống để bà không bao giờ khát nữa. Nước hằng sống đó chính là Chúa Giê-xu. Nhưng chúng ta thường từ chối và tìm lối cho chính mình. Đó là một sự thay đổi dựa theo sức riêng. Nhưng chính vì điều đó mà làm chúng ta ngày càng ít đến với Chúa hơn và dựa nhiều hơn vào sự khôn ngoan của chính mình. Chúng ta có thể tìm thấy những người bạn mới, có những thói quen mới, tìm kiếm cuộc sống bên ngoài Đấng Christ để thỏa mãn trong một thời gian, giống như những chiếc bình bị vỡ. Tuy nhiên, nước trong bình của họ sẽ bị rò rỉ, cuối cùng sẽ cạn kiệt và khiến họ kiệt sức và khát nước. Những người sau khi ly hôn chắc chắn sẽ có không ít những nỗi buồn chán, thất vọng và sẽ tự hỏi liệu cuộc sống có thể tốt đẹp trở lại với họ hay không. Họ sẽ trống rỗng và khô khan. Trong cơn tuyệt vọng, hãy đến gần Chúa hơn. Như người phụ nữ kia, cô đã đọc Kinh Thánh và kêu cầu Chúa, cầu xin được gặp Ngài. Mỗi ngày cô ấy lặp đi lặp lại Thi Thiên 119 câu 25. Linh hồn tôi dính vào bụi đất, xin cho tôi sống lại tùy theo lời Chúa. Và thật kỳ diệu, Đức Chúa Trời đã tưới cô ấy bằng nước sự sống của Ngài. Điều bắt đầu như một khoảng thời gian tàn khốc trong cuộc đời cô đã củng cố niềm tin của cô, và cô hồi tưởng lại với sự kính sợ Ngài. Nhiều người Samari từ thành phố của người đàn bà đã tin Chúa Giê-xu vì lời chứng của bà ở trong Giăng đoạn 4 câu 39. Mặc dù bà có thể cảm thấy xấu hổ về quá khứ của mình, nhưng khi nghe câu chuyện của bà đã thu hút những người khác đến với Đấng Christ. Chúa thường sử dụng những điều khó khăn nhất trong cuộc sống của mỗi chúng ta, ngay cả việc ly hôn, để cho mọi người thấy và biết Ngài là ai. Ly hôn không nhất thiết có nghĩa là chức vụ của chúng ta kết thúc. Thánh chức của người phụ nữ trong câu chuyện trên được hiệu quả hơn sau khi ly hôn chứ không kém đi. Và mọi người ủng hộ cô nhiều hơn là cô tưởng. Tha thứ và buông bỏ chính là liều thuốc tốt nhất sau khi ly hôn. Hãy chạy đến với Chúa, hãy dâng mọi điều lên cho Chúa. Ngài sẽ an ủi bạn, Ngài thêm sức cho bạn và Ngài dạy bạn cho những bước tiếp theo để tiến về phía trước. Trong suốt Kinh Thánh, chúng ta được ban cho rất nhiều lời hứa rằng sẽ luôn có hy vọng. Roma đoạn 8 câu 28 nói rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời. Sa-cha-ri đoạn 9 câu 12 nói rằng Chúa sẽ bồi hoàn gấp đôi cho những hoạn nạn của chúng ta. Còn trong Giăng 11, Chúa Giê-xu công bố rằng Ngài là sự sống và là sự sống. Ngài sẽ đem chúng ta ra khỏi sự chết của việc ly hôn và thổi sự sống mới vào trong chúng ta. Phi-e-rơ nhất đoạn 15 câu 10 nói rằng sự chịu khổ sẽ không kéo dài mãi mãi,
Nhưng đến một ngày Chúa sẽ phục hồi, củng cố, xây dựng và ban sức lực cho bạn. Bạn càng sẵn sàng theo đuổi sự tha thứ, bạn càng cảm nhận được nhiều phước lành. Đó là cách duy nhất để đối phó với tổn thương và thất vọng. Đó là cách duy nhất để khôi phục hy vọng và sự tự tin. Đó là cách duy nhất để bảo vệ tình yêu của bạn và củng cố sự đoàn kết mà bạn đã xây dựng. Đó là cách duy nhất để không bị quá khứ bắt cóc. Xóa nợ quan hệ là một điều tốt đẹp và cần thiết, không chỉ cho cuộc hôn nhân của bạn mà còn trong mọi mối quan hệ trong đời sống của bạn. Xin Chúa ở cùng hết thảy mọi người. Amen.